Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ, đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chuyên mục chi tiết từng tuổi trong năm Tân Sửu 2021 ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình Phong thủy Gia Cát muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm 2021 này. Tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ ra sao? Mệnh chủ này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp thì có phải gặp những khó khăn trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Xem tử vi tài lộc của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm 2021. Các khoản đầu tư vào những lĩnh vực có liên quan đến yếu tố kim, thủy dễ kiếm tiền hơn, đó là bởi trong năm thủy, khí, đương vận, tận dụng được kiến thức về ngũ hành sẽ giúp cho bạn khá nhiều trên chặng đường tìm kiếm tài lộc. Trong năm thì hoạch tài khá lớn, thậm chí có một số bạn sẽ tính đến chuyện lách luật để kiếm tiền. Với vận may mà con giáp này có được trong năm Tân Sửu, mọi chuyện có thể êm xuôi chót lọt, nhưng đừng quên của thiên trả địa. Đồng tiền kiếm được quá dễ dàng, không phải bằng công sức của mình bỏ ra thì rất dễ mất mát. Hơn thế nữa, khi may mắn cạn dần, chưa biết chừng còn dính dáng đến pháp luật, mang họa kiện tụng, số tiền mất đi còn nhiều gấp mấy lần số tiền kiếm được cũng nên. Dự đoán tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 vào năm Tân Sửu 2021. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 theo dương lịch. Quý Mão đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Do đó, bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu không bị ràng buộc thì nếu có thể tìm thấy một người phù hợp dành phần còn lại của cuộc sống trong năm nay. Tuy nhiên thì bạn có thể tức giận và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Chỉ cần thư giãn và để ý bọn trẻ, sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Năm 2021 Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ kim tương sinh, khiến cho năm nay kim khí quá vượng, mệnh chủ có thể liên quan đến các bệnh đường hô hấp. Ngoài ra thì năm nay dễ bị áp lực đến từ gia đình, làm cho họ cảm thấy phiền muộn không thôi. Nhưng chỉ cần tích cực đối mặt với cuộc sống, áp lực sẽ trở thành động lực bảo vệ gia đình. Ngoài ra thì năm nay cũng thích hợp để cân nhắc đầu tư bất động sản. Sử dụng vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và kim bài thái tuế để hóa giải vận hạn cũng như tăng cường may mắn của năm 2021. Về tình trạng sức khỏe của con giáp này thì không được ổn định, hạn chế đi xa quá nhiều. Khi ra khỏi nhà, cần chú ý an toàn giao thông, tránh tình trạng tổn thương chảy máu. Còn xét về phương diện tình cảm, hôn nhân của tuổi Quý Mão sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn. Rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào giữa chuyện tình cảm của hai người. Nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chia ly, tan vỡ. Để tránh đi đến bước đường đó, vợ chồng cần phải thường xuyên trò chuyện, trao đổi tâm sự với nhau, có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh trao đổi với nhau.
trên phương diện tiền bạc, năm 2021 không phải là thời điểm đầu tư thích hợp, bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại. Nếu không muốn mọi công sức bỏ ra đều đổ sông đổ bể, bản mệnh cần phải chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia những hoạt động đầu tư mới mẻ. Trước khi quyết định cần phải cân nhắc kỹ càng. Nam mệnh sinh năm 1963, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, mọi thứ đều được rõ ràng, đi du lịch có thể tăng thêm vượng tài vận. Nữ mệnh sinh năm 1963, năm nay gặp Thổ Tú chiếu mệnh, trong nhà có điểm không lành, đêm gặp nhiều mộng mị, đi xa không có lợi. Với những người tuổi Mão thì cần phải có vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được sự cát lành. Về sự nghiệp của tuổi Quý Mão trong năm 2021 Tân Sửu. Năm Tân Sửu 2021, sự nghiệp tuổi Quý Mão nhìn chung không được thuận lợi cho lắm. Nam mệnh sẽ gặp phải hạn thiên la, nữ mệnh gặp phải hạn toái vận. Đây là những vận trình kém sẽ mang lại nhiều điều không may mắn cho mệnh chủ. Trong thời điểm đầu tư thích hợp thì bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại. Nếu không muốn mọi công sức bỏ ra đổ sông đổ bể thì bản mệnh cần phải chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia những hoạt động đầu tư mới mẻ. Trước khi quyết định đầu tư cần cân nhắc kỹ càng. Vậy nên tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy Kim Bài Thái Tuế để nghênh đón cát thần, hóa giải hung tinh, giúp cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963 luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, tránh để tiểu nhân có cơ hội hãm hại, quấy phá. Nhẹ thì bị giảm lương, cắt chức, hao tốn tiền của, nặng có thể trắng tay, cần cẩn thận mọi việc trong tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Năm nay, nếu bạn đang quản lý một công ty thì hãy cẩn thận chú ý, thị trường làm ăn của bạn chắc chắn sẽ không tốt. Công ty của bạn cũng gặp phải một số vấn đề cần giải quyết triệt để và kịp thời. Hãy cẩn trọng với những mối làm ăn hợp tác cả cũ và mới, có thể họ đang lừa dối bạn và có kế hoạch chạy trốn. Hãy kiểm tra các tài khoản và có phương án ngăn chặn kịp thời, nếu không bạn sẽ phải đối mặt với một cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm 2021 Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý trong tháng Đinh Dậu. Dương lịch từ ngày mùng 7 tháng 9 cho đến ngày mùng 5 tháng 10, tức từ ngày mùng 1 tháng 8 cho đến ngày 29 tháng 8 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với các gia chủ tuổi Mão. Vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Cùng với đó, trong năm nay, nếu muốn phát triển công việc với những mệnh chủ tuổi Hợi và Mùi, thì tốt nhất nên tiến hành vào tháng 1 và tháng 2, tháng 10, tháng 11 âm lịch trong năm nay. Đây là các tháng hóa khí của bộ tam hợp này, mọi việc dễ dàng cát lành, may mắn. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kết tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Tài lộc của tuổi Quý Mão vào năm 2021 Tân Sửu. Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong năm Tân Sửu tài chính ổn định, thái tuế không có ảnh hưởng lớn với bản mệnh. Song vận may của Quý Mão sinh năm 1963 chỉ ở mức trung bình. Trong cuộc sống hay là sự nghiệp cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Quý nhân hiếm hoi lắm mới xuất hiện, vận may sẽ không tự động đến với bạn mà bạn cần phải cố gắng rèn luyện trong cả một quá trình. Tuy thời thơ ấu gặp nhiều khó khăn vất vả, trung vận thì gặp được vận may nên công danh sự nghiệp sẽ có được chút thành công. Mặc dù trong năm doanh thu sẽ là được chút ít, nhưng do chi tiêu nhiều nên khoản tiền tiết kiệm nhìn chung không được nhiều. Để thời hậu vận được sung túc và an nhàn hơn, hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý.
dự đoán tử vi của những người tuổi Mão dễ bị tổn thất tài chính cá nhân, nhưng đừng quá lo lắng về điều đó, tình hình sẽ không tồi tệ mà mất ít tiền. Theo lý thuyết phong thủy thì thật tốt khi mà chịu tổn thất tài chính bất ngờ nhưng là của đi thay người. Trong suốt cả năm, tốt hơn hết, bạn không nên đánh bạc hoặc là mua vé số. Nó không quan trọng nếu bạn làm điều đó cho vui. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kết tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh. Về tình cảm của tuổi Quý Mão, vào năm Tân Sửu 2021, tình cảm hôn nhân của gia đình tuổi Quý Mão 1963 nhìn chung bằng phẳng ôn hòa. Tình cảm vợ chồng tuy không được mặn nồng như thời mới yêu bởi vì cơm áo gạo tiền. Mặt khác, có chút mâu thuẫn vào cuối năm nên tình cảm hôn nhân có chút buồn vui bởi con cái không vâng lời. Tuy nhiên thì mọi việc được giải quyết ôn hòa, gia đình hòa thuận vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Để giữ mối quan hệ gia đình thêm bền vững, gia chủ tuổi Quý Mão nam mạng cần giữ bình tĩnh và thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến gia đình nhiều hơn. Tuy thời trung vận có chút rắc rối về tình cảm bởi có tiểu nhân quấy phá, tình cảm vợ chồng rạn nứt, nhưng thời hậu vận, cuộc sống của mệnh chủ tuổi Quý Mão khá là êm ấm. Để tránh đi đến bước đường đó, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi tâm sự với nhau, có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh, trao đổi với nhau. Để tăng cường đào hoa vận, cần bố trí sắp xếp lại phong thủy sao cho hợp lý. Tại cung đào hoa, phải giữ gìn sạch sẽ, không để những đồ vật bẩn thỉu ô uế ở đó. Đồng thời, sử dụng pháp khí hồ ly ngọc và vòng tam hợp quý thần theo tuổi của mình là Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Về sức khỏe của tuổi Quý Mão trong năm Tân Sửu 2021. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, vào năm 2021 đã 59 tuổi. Tinh thần lẫn sức khỏe có chút xuống dốc bởi tuổi già sức yếu. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao xấu trong năm, vận xui cứ đeo bám nam mạng tuổi Quý Mão, thường gặp phải bệnh tật, chủ về những căn bệnh mãn tính về xương khớp. Để cải thiện tình hình sức khỏe trong năm 2021 này, nam mạng tuổi Quý Mão cần rèn luyện thể thao, nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật. Cùng với đó, tốt nhất là mệnh chủ nên luôn luôn mang theo người một mặt bát bảo tâm kinh để cầu bình an, may mắn cho mình. Ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân thì mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 còn cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay, gia đình dễ có người đau ốm hoặc là qua đời. Tuy nhiên thì tuổi Mão không nên quá lo lắng về vấn đề này bởi năm nay thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng chừng như là nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên những điểm sáng cũng có xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Sao chiếu mệnh năm 2021, năm Tân Sửu, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nam mạng. Sao Thái Dương chiếu mạng đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp. Tài lộc cho nam, còn nữ lại hay bị đau ốm, thường gặp tài ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng năm Tân Sửu gặp phải hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về sức khỏe và tâm lý. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm làm trái vượt qua, thường sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mang tiếng xấu, hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích mạnh mẽ. Xấu thì dây dưa, kiện cáo và thậm chí là phải chịu mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người gặp hạn thiên la đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn đến cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện thì đều xấu. Người mà bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần phải đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển.
Ngoài ra thì cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền bất an. Mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nam mạng, vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị giữ gìn có thể vong mạng. Về chầu Diêm Vương, đối với những người khác khi gặp hạn này, đây là một năm tuyệt vời. Với mọi người nếu không mắc phải bệnh hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, vạn sự phát tài. Tử vi chọn đời của người sinh năm 1963 Quý Mão. Tuổi Quý Mão thì cuộc sống có chút thăng trầm, của cải có lại hết, khi tuổi trẻ thì nghèo, về trung vận và hậu vận khá hơn nhiều. Hốc số phú quý học hành thành đạt, thông minh khéo léo, cử chỉ lời nói mềm mỏng dịu dàng, xử lý khôn ngoan nếu sinh vào giờ tốt. Người này bên ngoài thích ôn hòa bình an nhưng bên trong rất kiên cường và kiên trì theo đuổi mục đích tới cùng. Họ đôi khi táo tợn và hung bạo. Tuổi Quý Mão thì thành thạo nhiều nghề nhưng hay bỏ dở dang. Người này có năng lực, năng khiếu khoa học xã hội và chính trị. Nếu là người thiện thì nam mềm mỏng lịch sự, hòa nhã, có tài khéo léo, được người đời tin tưởng. Nữ thì dịu hiền đảm đang, có thiện tâm cảm thông và giúp đỡ vô tư không vụ lợi. Tuổi Quý Mão nam mệnh có sự phát triển với cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào thời kỳ trung vận được nhiều điều tốt đẹp. Vào thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đầy đủ, an nhàn sung sướng. Nói tóm lại, tuổi Quý Mão sẽ tạo được nhiều điều tốt đẹp và hy vọng thành công trong cuộc sống. Gia đạo của nam giới tuổi Quý Mão thì có nhiều điều tốt đẹp, thời kỳ trung vận thì có nhiều ảnh hưởng tốt, gia đạo và hạnh phúc, con đường công danh chỉ ở mức độ bề trung bình mà thôi. Con đường sự nghiệp thì gặp nhiều tốt đẹp, cuộc sống, vấn đề tiền bạc có nhiều tốt đẹp. Tuổi Quý Mão nữ mệnh thì có cuộc đời tốt đẹp, vấn đề tình duyên, tài lộc, công danh, sự nghiệp cũng đều tốt và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Thời kỳ tiền vận, trung vận và hậu vận thì đều có cuộc sống sung sướng, không phải cực khổ lo lắng. Phần gia đạo có nhiều điều tốt. Phần công danh được lên cao nhanh chóng và có nhiều điều tốt đẹp vào thời gian tiền vận và trung vận. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm Tân Sửu này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.